vụ án Vạn Thịnh Phát, phiên đấu giá tại tòa đang hồi gây cấn. Vào ngày 5 tháng 3, sau khi ngày xét xử đầu tiên vụ án Vạn Thịnh Phát bắt đầu, báo chí được lệnh tung tin rằng vụ án Vạn Thịnh Phát trong 86 bị cáo có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Đây là cách tạo áp lực đối với các bị cáo rằng nếu muốn được khoan hồng thì phải chạy tiền. Các quan chức trong cơ quan tố tụng biết chắc rằng những bị cáo này có rất nhiều tiền nên phải nói thách mức án thật cao như thế. Lời nói thách của cơ quan tố tụng trước khi xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát không phải là trường hợp đầu tiên cơ quan tố tụng làm như thế. Trên thực tế họ đã làm như vậy trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong vụ giải cứu, cơ quan tố tụng đã nói thách đến 18 án ở khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Ở thời điểm đó, Thời Báo .de cũng đã bình luận rằng đây chỉ là cách nói thách để buộc các bị cáo phải chạy trọt. Kết quả sau khi phiên tòa kết thúc, không có bất kỳ một án tử hình nào, 4 án chung thân và không có án trên 20 năm. Quá trình xét xử tại tòa chỉ là phần nổi, bề mặt mà cơ quan tố tụng muốn cho thấy, còn phần chìm là chạy án đằng sau cánh gà của sân khấu diễn vừa tuồng công lý. Tại phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã công bố đề nghị mức án đối với 86 bị cáo, trong đó có 1 án tử hình và 4 án chung thân. Đây được xem là mức án đã giảm đi nhiều so với mức báo chí công bố trước khi xét xử. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ mà chúng tôi nhận được, các bên vẫn còn đang tiếp tục thương lượng và mặc cả với nhau. Cuối cùng sẽ chẳng có án tử hình nào hết cả, tương tự như vụ chuyến bay giải cứu vậy. Lời nói thách đã giảm xuống. Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4 sẽ còn rất nhiều thời gian để các bên mua bán sau cánh gà. Khi nào bên cần bán công lý nhận đủ tiền thì tất nhiên họ sẽ giảm án. Có thể hiểu những phiên xét xử đại án kinh tế thế này là cơ hội để các quan chức thực hiện công tác tố tụng kiếm trác bạc tỷ. Bản án được déo trước tòa nhưng tiền mua án thì chung chi dưới gầm bàn. Trong quá trình xét xử, nếu bên mua án mà cò kè bớt 1 thêm 2 thì quan tòa sẽ hét án nặng để buộc bên mua phải chi tiền theo ý bên bán. Trong trò chơi đấu giá này, ai trả tiền cao thì án đó được giảm nhiều. Hiện nay, trò đấu giá án của vụ án Vạn Thịnh Phát đang đến hồi gây cấn. Dự đoán bà Trương Mỹ Lan sẽ thoát án tử và tất nhiên các quan tố tụng sẽ được quả đậm. Bà Lan không có quyền lựa chọn, bên bán ra giá bao nhiêu thì bà cũng phải chấp nhận. Trước đây, những vụ án kinh tế lớn thường đi kèm những bản án vô cùng nghiêm khắc. Vụ án Minh Phụng và vụ án Tân Trường Sanh cách đây 20 năm là một ví dụ. Lúc đó, quan chức ngành công an, tòa án và viện kiểm sát còn ngây thơ hơn, chưa dám mạnh tay buôn bán công lý như ngày nay. Ngày đó có thể người Cộng sản không táo tợn và quỷ quyệt như bây giờ. Dự đoán là bà Trương Mỹ Lan sẽ thoát án tử. Khi tam quyền phân lập không tồn tại thì đất nước không thể có tư pháp độc lập. Do đó không thể ngăn được tình trạng oan sai do án bỏ túi cũng như tình trạng mua bán công lý hiện nay. Nếu tòa án vì công lý sẽ mang lại bình yên cho xã hội, còn tòa án vì tiền thì chính nó gây nên bất công và từ đó tạo ra bất ổn cho xã hội. Người có tiền mua án thì sẽ thoát án dù họ có phạm tội tày đình hay không. Người không có tiền thì bị án nặng, án oan. Câu chuyện làm thất thoát của nhà nước tới 15.000 tỷ đồng, tức là tiền của nhân dân, thì được hưởng án treo. Còn ăn cắp một con vịt về nhậu thì phải nhận bản án đến 7 năm tù giam. Là minh chứng cho thứ công lý vì tiền do Đảng tạo ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát, phiên đấu giá tại tòa đang hồi gây cấn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de. Mầm loạn Tô Bự biết tương kế tịu kế ông Tổng, Đê Ma làm phản. Bắt đầu từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ghế thủ tướng và ghế tổng bí thư dần trở nên mâu thuẫn. Trước ông Dũng theo vai vế trong đảng, thủ tướng và tất cả các vị trí khác đều chịu sự lãnh đạo của tổng bí thư. Tuy nhiên, vì Nông Đức Mạnh quá nhu nhược nên không giữ được vai trò của tổng bí thư và bị ông Dũng lấn lướt. Sau khi Nguyễn Phú Trọng thay Nông Đức Mạnh, Trọng vốn đa mưu túc kế chứ không khờ khạo như Nông Đức Mạnh. Tuy nhiên, phải mất hơn nửa nhiệm kỳ đầu tiên để ngồi vào ghế tổng bí thư. Sau nhiều nỗ lực nhằm chất phế Nguyễn Tấn Dũng thì ông Trọng mới loại được kẻ thù chính trị khó chơi này. Ông Nguyễn Tấn Dũng từng thành công với công thức tứ trụ vào Bộ Công an thời Lê Hồng Anh làm Bộ trưởng. Thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt Nông Đức Mạnh là lúc Lê Hồng Anh làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Hồng Anh trưởng thành từ Kiên Giang cùng với Nguyễn Tấn Dũng. Sức mạnh của Nguyễn Tấn Dũng có được một phần là bởi ông dùng tiền để thao túng chính trường. Đồng thời chính ông cũng nắm được Bộ Công an đến nhiệm kỳ thứ hai của ông, tức là Trung ương Đảng khóa 11. Ông Trần Đại Quang thay thế Lê Hồng Anh nắm Bộ Công an, từ đó ông Trọng mới ngoi lên và quật được Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ như sau khi quật được Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng học được công thức để phát huy sức mạnh chính trị, đấy là tứ trụ cộng Bộ Công an. Từ năm 2016, khi Tô Lâm lên làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò và đốt củi. Từ đó đến nay, ông đã đốt không biết bao nhiêu là củi. Đó chính là những đồng chí của ông trước đó đã từng được ca ngợi, là những thế hệ lãnh đạo mới. Ông Tô Lâm đã trở thành tâm phúc của Nguyễn Phú Trọng, tuân theo tất cả các mệnh lệnh của ông. Nhờ đó, ông Trọng muốn bẻ ai thành củi thì cứ bẻ. Bộ Công an trở thành công cụ để diệt các đồng chí trong đảng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 được trưng dụng để thu thập tài liệu về những quan chức tham nhũng, rồi lưu vào kho, khi cần ông Trọng sẽ lấy ra làm công cụ để đốt lò. Đây là công việc vô cùng quan trọng, mang lại cho ông Tổng sức mạnh vô đối, đồng thời giúp cho Tô Lâm nắm được những lá bài tẩy của các quan chức khác. Tô Lâm đã giao việc kiểm soát công việc này cho Nguyễn Duy Ngọc, một đồng hương Hưng Yên của ông ta. Ông Ngọc được giao nắm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 từ năm 2018. Hiện ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Nguyễn Phú Trọng dùng Bộ Công an để làm nên sức mạnh chính trị và nay lại đang gặp rắc rối lớn với chính Tô Lâm. Một nguồn tin nội bộ cho biết tại kỳ họp Bộ Chính trị vừa qua, sau khi Võ Văn Thưởng nộp đơn từ chức, ông Tô Lâm đã đòi phải đưa Nguyễn Duy Ngọc lên làm chức trưởng ban tổ chức trung ương của bà Trương Thị Mai. Mục đích của Tô Lâm là dùng những tư liệu bao lâu nay mà C03 thu thập được để đe dọa các thành viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, buộc họ phải bỏ phiếu cho Tô Lâm tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Nguồn tin trên cũng cho biết bà Trương Thị Mai cũng đã nộp đơn từ chức, nhưng lá đơn của bà chưa được chấp thuận. Nếu bà Mai cũng từ chức và Tô Lâm thành công đem Nguyễn Duy Ngọc trám vào thì xem như Tô Lâm kiểm soát được số đông cả Trung ương Đảng lẫn Bộ Chính trị. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng của Bộ Chính trị đang chần chừ. Những việc mà trước đây ông Tô Lâm đã làm giúp ông Trọng trở nên vô đối trên bàn cờ chính trị, thì nay Tô Lâm sử dụng lại những công cụ ấy để mà đoạt quyền lực từ tay ông Tổng. Đây được xem như Tô Lâm tương kế của Nguyễn Phú Trọng để mà tịu kế cho chính mình. Tô Lâm đang dùng chính công cụ của Nguyễn Phú Trọng để tạo phản với ông Trọng. Hiện cũng có thông tin cho biết Phan Đình Trạc đang nhảy ra đòi giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là phản ứng của phe Nghệ An và phe ông Tổng để cản đường Tô Lâm. Tuy nhiên chưa biết ông Trạc có thành công hay không. Nếu ông Trạc thất bại thì Tô Lâm sẽ ung dung soán ngôi Tổng Bí thư mà không gặp trở ngại lớn nào. Tô Lâm đang bày binh bố trận, diễn biến tiếp theo là gì chỉ có thể đợi xem phản ứng của các bên, và thời gian sẽ trả lời trong thời gian ngắn. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .de với bản tin mầm loạn Tô Bự biết tương kế tiệu kế ông Tổng để mà làm phản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de.